Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 12. Các em thân mến, trong video này thầy sẽ chia sẻ về một bài tập thuộc chủ đề tích phân ở mức độ vận dụng. Đề bài như sau: Cho hàm số f(x) thỏa mãn tích phân từ 0 đến 3 của hàm x nhân x f'(x) nhân x e mũ f(x) dx bằng 8 và f tại 3 bằng log nguyên của 3. Hãy tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến 3 của hàm e mũ f(x) Dạng bài tập này rất là quen thuộc. Ở đây chúng ta có dx x, chính là vi phân của hàm fx. Thầy trình bày bài này như sau. Ta có tích phân từ 0 đến 3 của hàm x nhân f'x nhân e mũ fx. Sẽ bằng tích phân từ 0 đến 3 của hàm x nhân e mũ fx dfx Ở đây chúng ta đã sử dụng phương pháp tích phân từng phần, trong đó U bằng X, DV bằng E mũ FX, DFX. Chính là vi phân của E mũ FX, tức là V bằng E mũ FX. Như vậy tích phân này sẽ bằng X nhân E mũ FX thay cận từ 0 đến 3, trừ đi tích phân từ 0 đến 3 của E mũ FX. Tích phân từ 0 đến 3 của e mũ fx chính là tích phân y. Thay số vào chúng ta được tích phân bên trái bằng 8. Biểu thức này là 3 lần e mũ f3 trừ 0 e mũ f0. trừ đi y. Như vậy giá trị này là 3 lần e mũ logarit của 3. Bằng 3 x 3 bằng 9. 0 lần E F0 bằng 0. Từ đó suy ra Y bằng 1, chọn đáp án A.